Một ngày trời kéo bão tố. Năm 2021 là một năm đầy chông gai và thách thức, có mất mát, có đau thương, cũng có vô vàn điều tươi đẹp. Đối với ai cũng vậy. Chúng tôi luôn có những cái chủ tim đầu đàn, dũng mãnh, định hướng đúng đắn và hỗ trợ kịp thời. Là một tinh thần tập thể quá vững mạnh. Mọi người đã cùng nhau chiến đấu, không bỏ lại đồng đội ở phía sau. Mỗi câu lạc bộ MBT ở các văn phòng xây dựng đều xác định thật sự là rõ ràng cá nhân nào là AMBT mình cần hỗ trợ. Ngoài việc mà hỗ trợ ngân sách, chúng tôi cũng thảo luận xây dựng các cái phương án cũng như thực hiện các cái chương trình để kéo mỗi một MBT vào cuộc để giữ nhịp cho bản thân các MBT đó. Bạn sẽ không biết mình có thể bay bao xa nếu bạn không tung cánh bay. Để hỗ trợ các anh chị trong trạng đua nước rút khoảng 90 ngày này, công ty đưa ra rất nhiều chương trình thi đua hấp dẫn, các sản phẩm mới cũng như chương trình quà tặng cho khách hàng. Công ty đã đưa ra cái chiến lược xây dựng phát triển công nghệ để giúp cho các bạn đi xa hơn, đi nhanh hơn. MBRT là chiến trận đấu, lực lượng tuyên truyền để giải quyết này và truyền cảm hứng đến toàn thể đội ngũ. MBRT có nghĩa là mỗi ngày đều là ra thường tiếp xúc với khách hàng để tư vấn về công việc. AA của chúng ta đã 7 năm liên tiếp có số lượng MBRT lớn nhất toàn cầu. Đây là một danh hiệu rất là cao quý của AA đạt được trong rất nhiều năm qua. Nhưng cánh chim không lạc bầy. IA là gia đình, MBRT là sứ mệnh của mình. Và tôi sẽ biến sứ mệnh khát khao của mình trở thành hiện thực. Luôn luôn có một đội ngũ biết lắng nghe và thấu hiểu. Tôi sẽ là MBRT trọn đời. Và năm 2021 này, chúng ta đang phấn đấu để đạt được lần thứ 8 liên tiếp có số lượng MBRT lớn nhất thế giới. MBRT, AA Group is number one in the world. So for AA Vietnam, it's really important. Japan Chan Tap Chong, Kim Ko và Quyết Tham. Good luck and have a strong close to 2021.